Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3, tuần 29, trang 91. Chính tả, số 1 nhỏ, nghe viết. Buổi học thể dục, từ thầy giáo nói cho đến hết. Như vậy thì các em sẽ chuẩn bị tập và viết, nghe cô đọc chính tả nha. Rồi bây giờ các em sẽ bắt đầu viết. Thầy giáo nói. Thầy giáo nói. Thầy giáo nói. Hai chấm. Mở ngoặc kép. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Chấm than. Thôi, phải con xuống đi. Chấm than. Thôi, phải con xuống đi. Chấm than, đóng ngoặc kép lại. Nhưng nên ly. Nhưng nên ly. Nhưng nên ly. Còn muốn đứng. Còn muốn đứng. Trên chiếc xà. Trên chiếc xà. Trên chiếc xà. Như những người khác. Như những người khác. Như những người khác. Chấm. Xuống dòng. Sau vài lần cố gắng. Sau vài lần cố gắng. Sau vài lần cố gắng. Phải cậu đặt được hai khuỷu tay. Cậu đặt được hai khuỷu tay. Cậu đặt được hai khuỷu tay. Phải. Rồi hai đầu gối. Phải. Rồi hai đầu gối. Rồi hai đầu gối. Phải. Cuối cùng là. Phải. Cuối cùng là. Cuối cùng là.
Bàn chân lên xà. Bàn chân lên xà. Bàn chân lên xà. Chấm. Thế là cậu đứng thẳng. Thế là cậu đứng thẳng. Thế là cậu đứng thẳng. Người lên. Người lên. Phải thở dốc. Phải thở dốc. Phải nhưng nét mặt rạng rỡ. Nhưng nét mặt rạng rỡ. Nhưng nét mặt rạng rỡ. Vẻ chiến thắng. Vẻ chiến thắng. Vẻ chiến thắng. Vẻ chiến thắng. Phải nhìn xuống chúng tôi. Phải nhìn xuống chúng tôi. Nhìn xuống chúng tôi. Chấm. Như vậy thì các em đã viết xong phần chính tả. Thì sau khi viết xong, các em nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình. Rồi, tiếp theo câu số 2. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện buổi học thể dục. Tức là ở trong câu chuyện buổi học thể dục thì có những cái bạn học sinh được nêu tên ở trong câu chuyện, thì các em sẽ viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện. Thì các em xem lại tên các bạn đã xuất hiện ở trong câu chuyện. Và các em lưu ý là khi viết tên riêng nước người nước ngoài thì em viết hoa chữ đầu tiên. Các tiếng thì được ngăn cách với nhau bằng dấu gạch nối. Như vậy cô nhắc lại. Thì các em, ở câu 2 này các em sẽ viết tên, các em xem lại tên các bạn đã xuất hiện ở trong câu chuyện. Và các em viết lại tên các bạn. Và các em lưu ý, khi viết tên riêng người nước ngoài, em viết hoa chữ đầu tiên. Các tiếng thì ngăn cách với nhau bằng dấu gạch nối. Như vậy ở trong bài thì có tên các bạn học sinh là Derotki, Coretti, Sardi, Garone và Nenli. Rồi tiếp theo câu số 3, điền vào chỗ trống A, S hay S. Thì các em thấy ở đây là có từ nhảy. Nhảy thì nhảy xa
Như vậy các em sẽ chọn là sờ. Nhảy xa. Con nhảy. Nhảy xào. Xào. Nhảy xào. Rồi. Sới vật. Sới vật. Sờ. Sờ sới vật. Rồi tiếp theo B. In hay in. Đền. Đền kinh. Đền kinh. Đền kinh. Truyền. Truyền. Truyền tin. Truyền tin. Thể dục. Thể hình. Thể dục. Thể hình. Như vậy thì các em sẽ điền như sau. Nhảy xa. Nhảy sào. Sới vật. Điền kinh. Truyền tin. Thể dục. Thể hình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.